Chào các bạn. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo phân vùng để thống kê thép. Ok. Chúng ta sẽ vào bài rồi các bạn sẽ hiểu. Tôi lấy ví dụ như tôi sẽ tắt cái thép máy này đi. Rồi. Và tôi bật cái thép dòng tường. Ok. Đây, dòng tường 4 này lên. Rồi. Ở các bài trước, các bạn đã biết chúng ta đã phân vùng thép cho toàn bộ thép trong công trình. Được chưa? Đây, phân vùng như thế này, dòng tường 4. Được chưa? Thì đây là các cái phân vùng thép nhỏ để có được một cái bảng thống kê thép như thế này. Được chưa? Tức là các bạn sẽ có toàn bộ các cái phân vùng này. Được chưa? Thì các bạn phải tạo ra một cái phân vùng lớn bao trọn các cái phân vùng nhỏ này. Ok. Các bạn chỉ cần hiểu như thế là được. Vậy để làm như thế thì các bạn sẽ phải làm như thế nào? Ok. Tôi sẽ lấy ví dụ bằng cách là gì? Tìm một cái cấu kiện mà tôi đã vẽ nhiều như là cột chẳng hạn. Tôi sẽ tắt cái dàn tường đi. Tôi bật cái cột C1 và cột C2 lên. Được chưa? Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có hai cái cột khác nhau. Được chưa? Hai cái cột được bố trí thép khác nhau. Để chúng ta thống kê được như này. Cột C1, cột C2, cột C3, cột C4 như này. Ok, tôi sẽ đánh phân vùng lớn cho nó. Tôi quét chọn này, filter, chức năng, chọn structure repair. Ok. Tiếp theo các bạn nhìn sang cái bảng property thuộc tính của thép. Các bạn nhìn thấy chữ Surtmark này. Các bạn đánh vào đây cho mình. Ở đây các bạn có thể đánh số 1, 2, 3, 4, 5 gì đó, được chưa? Hoặc là nếu các bạn sợ không nhớ được thì các bạn đánh là cột, ok. Được chưa? Hoặc là các bạn đánh là thép cột cũng được. Các bạn đánh là cột cũng được. Giả sử tôi đánh là cột nhé, apply. Được chưa? Bài của các bạn có 4 cái cột. Tôi đã giao về nhà, cột C3 và C4. Thì các bạn cũng quét thêm cột C3, cột C4 nữa. Sau đó các bạn đánh cột đây cho mình. Ok. Tiếp theo tôi tắt cái cột C1, cột C2 này đi. Tiếp theo tôi sẽ đi từ dưới lên để chúng ta không bị lẫn. Được chưa? Tôi bật móng M1 lên. Ok. Rồi. Được chưa? Ở cái bước như này các bạn sẽ bật toàn bộ thép móng cho mình. Còn các cái thép còn lại các bạn tắt hết đi cho mình. Tắt hết đi. Bật thép móng M1, M2, M3, M4, M5, M6 lên. Được chưa? Mục đích là điểm gì? Đây. Tôi tìm đến cái thép móng M4. Các bạn nhìn thì các bạn sẽ ra ý tưởng thôi. Đây. Chúng ta muốn có một cái bảng thống kê thép móng như này. Chúng ta sẽ tạo một cái phân vùng lớn bao trọn. Được chưa? 6 cái phân vùng M1 đến M6 cho mình. Đây, M1 đến M6. Ok. Được chưa? Thậm chí cả móng tường này. Được chưa? Thì các bạn cứ hiểu ý tưởng thế. Các bạn bật 6 cái M1, M2, M3, M4, M5, M6 thép móng bằng lên cho mình. Sau đó các bạn sẽ quét chọn toàn bộ như này. Được chưa? Thì ở đây tôi làm trên lớp thì tôi chỉ làm một cái thôi. Còn các bạn về nhà các bạn thực hành thì các bạn vẽ thêm, các bạn quét chọn hết. Được chưa? Tôi nhắc lại như thế nhá. Đấy là cái ý tưởng của chúng ta. Chức năng Structure Repair. Ok. Được chưa? Thì cái bảng thuộc tính của Structure Repair nó hiện ra. Ở đây các bạn đánh cho mình là gì? Số cũng được, nhưng mà các bạn sợ thì các bạn đánh móng. Các bạn sợ quên thì các bạn đánh móng cho mình. Apply. Ok. Tương tự nhá, chúng ta tắt cái móng này đi. Tương tự, chúng ta tắt cái móng này đi. Được chưa? Tương tự chúng ta tắt cái móng này đi. Ok. Chúng ta bật cái cổ cột C2 lên. Ok. Được chưa? Các bạn có bao nhiêu cái cổ cột các bạn bật hết lên nhá. Sau đó các bạn quét chọn toàn bộ cổ cột. Finder, check lăn. Structure repair cho mình. Ok. Được chưa? Ở đây sân mắc các bạn đánh là cổ cột. Ok. Apply. Bây giờ tôi đặt ra một câu hỏi là trong trường hợp tôi muốn thống kê theo kiểu là cùng một lúc. Được chưa? Cả cổ cột, cả móng thì tôi làm thế nào? Thì các bạn cũng quét cả cổ cột, cả móng, được chưa? Sau đó các bạn đánh cho nó cái tên. Cách 2 nhá. Cách 2 các bạn không muốn quét chọn cả cổ cột, cả móng. Thì các bạn có cái cách như sau. Các bạn giả sử
tôi sẽ quét chọn móng, tôi đánh là số 1. Tôi quét chọn cái của cột, tôi quét chọn cái của cột này, tôi để là số 2. Được chưa? Sau đó lúc thống kê thì tôi chọn biến nhỏ hơn hoặc bằng. Tức là tôi sẽ thống kê nhỏ hơn hoặc bằng từ sớt max này, từ 2 đến 1 nhỏ hơn bằng 2, thì nó sẽ gom cả cái sớt max 2 là của cột và cái sớt max 1 là móng vào. Các bạn hiểu ý mình không? Nhỏ hơn hoặc bằng ấy. Ok. Đấy. Thì đấy là gặp cái trường hợp khác thì các bạn phải tự biết cái gì cách điều chỉnh nhá. Rồi, tôi đặt cái của cột này tôi tắt đi. Được chưa? Tôi bật cái răng tầng 4 lên này. Ok. Tôi quét chọn nhá. Filter, check lan, structure repair. Ok. Được chưa? Ở đây đang sớt max 21 thì kệ nó. Tôi đánh là răng tường có được không? Ok, apply. Của các bạn các bạn chọn hết nhá. Chọn toàn bộ cho tôi. PG này, tắt răng tường đi. Lọc thép dần đi 2.1. Ok. Được chưa? Quét chọn này. Filter check lăn. Structure repair. Ok. Sớt max các bạn đánh là gì? Ở đây các bạn đánh là dầm tầng 2 được không? Ok. Dầm tầng 2 chẳng hạn. Các bạn cứ làm thì rồi các bạn sẽ hiểu. Tôi nhắc lại nha, quét chọn toàn bộ dầm tầng 2. Đừng có quét nhầm nha, đừng quét nhầm. Ok. Nếu các bạn đã lọc một cách cẩn thận như tôi này, tôi làm ấy, thì các bạn sẽ không bị đâu, không bị nhầm đâu, yên tâm đi. Lọc thép cột C1C2 vừa làm xong nhá. Đây, cái dầm D2.7 này tôi thì quên này. Được chưa? Đấy, tôi bật cả hai cái này lên nhá. Ok. Tôi vẽ cho các bạn hai cái dầm mà. Chúng ta quét chọn như này. Filter check lăn, structure repair. Ok. Ây da, sớt max này, tôi chọn ở đây xem có không nhá. Đây, dầm tầng 2 tôi vừa đánh xong, được chưa? Các bạn quét chọn hết, các bạn đánh dầm tầng 2, apply. Rồi. PG này. Tắt đi nhá. Tắt đi nhá. Lọc thép sàn lớp dưới lớp trên tầng 2 này, ok. Cả hai luôn nhá. Rồi, quét chọn này mình. Các bạn thấy cái công việc của chúng ta nó có nhà đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không bị gì, không bị nhầm lẫn hay là không bị sai sót cái gì cả. Cứ thế mà làm thôi, ok. Cái này các bạn đánh nha, sàn tầng 2. Apply. PG lên. Tắt cho rồi. Chúng ta gì? Tỉ mỉ từ đầu thì đến cái bước này để đổi lại chúng ta có được cái sự, được chưa? Có cái sự gì nhàn hạ hơn đúng không? Sự tự tin để chúng ta làm hơn. Tôi lấy ví dụ như chỗ này chúng ta thống kê thép cầu thang đúng không? Thì chúng ta có dầm chống nghỉ, dầm móng, bàn thang. Ok. Được chưa? Filter check lăn, chọn structure repair. Ok. Cái sớt max này các bạn đánh là gì? Cầu thang. Được chưa? Thế lấy giả sử nó có thêm cầu thang tầng 2 thì các bạn lại quét chọn riêng ra các bạn đánh là gì? Cầu thang này là cầu thang tầng 1, cầu thang tầng 2 chẳng hạn. Ok. Bây giờ filter tắt đi. Được chưa? Đây tôi muốn vẽ một lớp dưới nhá. Các bạn có cả lớp trên các bạn ấn cả vào nhá. Được chưa? Filter check lăn structure repair. Ok. Sớt max nhá. Nhớ là sớt max đấy. Sàn tầng 3. Ok. Apply nhá. VG filter tắt. Của các bạn hoàn toàn có thể làm tương tự đúng không ạ? Lọc thép lanh tô. Ok. Cái này như hôm trước tôi làm rồi đúng không? Tôi quét chọn được cho các bạn xem nhé. Filter này. Đây tôi làm là lanh tô đúng không? Được chưa? LT cũng được nhá. Các bạn quét chọn hết lanh tô cho mình nhá. Cái này các bạn để phân biệt rõ là các bạn đánh là gì? Lanh tô tầng 2 đúng không? Bên dưới này thì các bạn quét chọn là lanh tô tầng 1 có được không ạ? Apply. Được chưa? PG filter. Ok. Chúng ta kiểm tra lại cái này nhá. Edit lưu này. Lọc thép lanh tô. Được chưa? Đây. Thì các bạn thay đổi cái tên của nó là lọc thép lanh tô. Thì chỗ này các bạn cũng phải đổi đi cho mình nhá. Được chưa? Các bạn nhớ đấy. Được chưa?
Mình lúc đầu mình đánh là lanh tô này, nhưng mà mình vừa đổi nó thành lanh tô tầng 2 để mình phân biệt với tầng 1. Thì là mình chọn lại thì chúng ta mới filter được, các bạn hiểu ý mình không? Ok. Ok nhá, được chưa? Bây giờ nếu không các bạn tắt đi nó không 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 làm việc được đâu. Tắt đi nó không mất đâu. Ok. Chúng ta có lọc thép dầm chéo một này. Đây nhá. Rồi. Quét chọn cho mình. Filter structure event. Ok. Cái này chúng ta đánh là gì? Cái này là dầm mái. Hoặc là các bạn đánh là dầm chéo được không? Ok, chỉ là để phân biệt thôi mà, có gì đâu. Các bạn vẽ toàn bộ thì các bạn cũng quét hết cho mình cái này, quét hết toàn bộ nhà xong rồi dầm chéo. Ok, VG này tắt đi cho mình. Lọc theo sàn lớp dưới, sàn mái. Ok, được chưa? Các bạn cũng vẽ hết cái sàn mái thì các bạn cũng quét hết cho mình như này. Filter này tắt hết đi, chọn thì thôi. Cái này các bạn đánh là gì? Submark ở đây là gì? Mái, được chưa? Apply. Ok. Rồi các bạn cứ làm các cái bước mà mình hướng dẫn thì các bạn thấy cái công việc của bạn sẽ thật sự là nhàn và dễ dàng, được chưa? Nó rất là nhàn và dễ dàng luôn đấy. Ok. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn phân vùng thép lớn để chúng ta thống kê thép. Các bạn nhớ thực hiện một cách tỉ mỉ đối với công trình của mình. Ok. Trong bài sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thống kê. Và đặc biệt chúng ta sẽ làm quen với việc thống kê thép. Tôi kết thúc bài này ở đây. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.